Vlog mình chào tất cả cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay tôi chia sẻ cả nhà, hôm nay mình vô mình thay cái chậu em người quế này cả nhà. Chậu này là chậu 20. Chậu xây 11. Mà chậu nhựa mềm, bây giờ mình thay vô cho nó chậu nhựa cứng này nha cả nhà. Chậu này thì cũng khoảng 25. Rồi mình cây này bắt đầu nó có nụ có bông rồi, mình trồng cũng cả năm rồi đó cả nhà, giống năm rồi đó. Cái thân của nó bây giờ thì cũng bằng ngón tay giữa của mình thôi, nhưng mà có nụ có bông rồi nha. Mà đặc biệt cái mùi quế là nó rất là thơm cả nhà, thơm về ban đêm cho nên mới có cái tên là mùi quế nha. Mình cũng lót mớ thằng đá dưới đít để cho nó thoát nước cho tốt xíu cả nhà. Đó. Mình sẽ ém cho chặt vô cho hai bên hông cho nó đều lên. Mình vú nhẹ nhẹ cho nó mấy cái nó bị lèn lèn ở đất nó mục quá, mấy cái nó bả ra như đất vậy cả nhà. Mình vú bớt nó đi, mình không vú hết, vú hết thì cây nó sẽ mất sức ha, tại vì mình không có lặt lá nè. Rồi, hai vậy thôi, cây nó cứng rồi ha, chắc chắn rồi đó. Bây giờ mình tỉa bớt đi. Tỉa bớt đi một số.
Mình kiếm dây nhỏ anh quấn cái này lại thêm mớ nữa nha, cho nó đều đều ra. Phân chi ra cây này là cái chi tàn nó rất là nhiều nha, rất là đều cái nha, dày. Rồi cũng như giờ cũng tạm vậy đi cả nhà, để nhánh này lớn ra rồi mình sẽ thêm dây cho nó nữa nha. Phân chi ra cây càng lớn lên mình phân tàn ra nữa nha, cho nó này là trực lắc nha cả nhà. Trực lắc mà theo cách bảo vệ làm nó cũng hơi là lạ hơn người ta anh chút nha. Này nhờ chi cành nó rất là dày cả nha, chi cành nó dày lắm. Rồi bảo vệ cũng đã làm xong cây nguyệt quế trực lắc, đã có nụ có bông rồi, trồng được một năm rồi. Bảo vệ em chân thành cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã ủng hộ kênh bảo vệ vlog nha. Mến chúc cả nhà mình có một ngày thật là vui vẻ. Coi video cô chú anh chị em mình xem video bây giờ nhớ cho bảo vệ xin like chia sẻ cả nha. Bà con mình chưa có đăng ký kênh thì cho bảo vệ được đăng ký nha. Xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.